Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop của anh Tuy đã quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai ha. Mai đấy cũng đẹp đẹp không nào quý vị ơi. Hello, chào cô chú anh chị nha. Gần xa yêu mến mai vàng nha. Hợp nhãn thì comment ủng hộ con một số cây phôi chứ cô chú mình chị mình ơi. Lô này là có 29 phôi nha cô chú anh chị mình ơi. Hợp nhãn cầm điện thoại alo nha cô chú. Số điện thoại tên tiêu đề là số Zalo luôn nha cô chú mình ơi. Vô mã số 1 rồi cô chú ơi. Rồi, mã số đầu tiên là mã số 1 quý vị. Hình thức của shop vẫn là bao sống và bao ship cho quý vị mình toàn quốc nha quý vị. Rồi, mã số 1. Rồi, cái quanh. Đo đầu tính đó. Rồi, cái này 30 30 quanh. Đó, hả? 32 thấy 32 lần mà. 32 không? 32 33 lần ạ. Tại cái thước bị dính sình. 33 quanh lận. 33 quanh lận nha quý vị ơi. 33 quanh giao lưu 1 triệu mốt. Xây xây quý vị ngắm nghe kỹ nha. 33 quanh nha quý vị. Cái này em này nó bị lửa lưng nha. 33 hoành Zalo 1 triệu mốt cô chú anh chị mình ơi, bao sóng bao ship đó cô chú anh chị mình ơi, 33 hoành nha, để có nha cô chú anh chị mình ơi. 1 triệu mốt, 33 hoành, bị lửa cái lưng ha quý vị. Rồi mình xuống cây. Rồi mình lên tiếp theo. Mã số 2 luôn. Đây mã số 2 cô chú anh chị mình ơi. Đây cũng có một số vết sẹo ha. Cho số vết lỗ nha cô chú anh chị. Cái này em Zalo cây lỗ nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi cái quần đo ngay đó. Rồi ngay chỗ này là 28 yếu tính 27 cô chú rồi, anh chị mình ơi. 27 quần rồi, xây xây dài dòng của diện ông nghĩ kỹ đế ha. Co bẻ cũng đẹp quá nè, đế cũng đặc ha. Lưng thì nó có vài vết sẹo lỗ da. Rồi giá như thế nào đây anh? Zalo 600.000 cô chú anh chị mình ơi. Rồi, bao sóng bao ship 600.000, mã số 2 Zalo 600.000. Rồi, xuống cây luôn. Đó. Lên số 3 luôn nha quý vị. Rồi, mã số 3. Mã số 3. Rồi, cái hoành luôn nha quý vị. 26 yếu tính 25 cô chú anh chị mình ơi. Rồi. 25 hoành. Hôm nay cũng bị lửa cái lưng ha. Mà cái này nó liền nha. Rồi. Cái này nó liền rồi cô chú anh chị mình đây. Rồi để luôn. 25 hoành Zalo 600.000 là cô chú anh chị mình đây. Để đây. 600.000 cô chú anh chị mời 25 hoành nha. 600.000 là bao sóng và bao ship cho gì rồi nhưng cái gì. Rồi mình lại xuống cây quý vị. Rồi tiếp tục. Mã số 4 luôn. Tiếp tục mã số 4. Em này lửa lưng hơi nhiều ha. Lỗ lần nha cô chú anh chị em ơi. Là được cái thế nó quái quái nha. Đế đẹp. Cái này đế đẹp nha cô anh chị, cô chú anh chị mình đây mã số 4. Rồi. Đo hoành ở ngoài đó. Cái trong thì không có đo. Đo trong không được nha cô chú anh chị mình ơi, đo ngoài sao ngoài đây nha. Rồi 25 hoành. Đo ngoài đó 25. Đo thuốc ở đây là 25 nha, ở trong 28 30 29 luôn á. 25 hoành Zalo 550 cô chú anh chị mình đây. Mình cái cục đế quá xa ha. Cái này để đẹp lắm cô chú anh chị mình ơi, 25 hoành Zalo 550 nha cô chú, mã số 4. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên số 5 luôn. Mã số 5. Em này cũng bị lửa luôn nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi, đo ở trong đây là 32 hoành nha, tính 31 nha. Rồi 31 hoành. 31 hoành Zalo 700.000 nha. Rồi 31 hoành 700 để đây quý vị. Mã số 5 31 hoành Zalo 700.000 nha. Cái củ đế tròn vo đẹp lắm cô chú anh chị em ơi. Để em đo cái củ cho cô chú mình coi nha. Cái củ là 50 nha. Rồi. 700 ha. 700.000 mã số 5. Rồi mình xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Số 6 luôn qua quý vị. Đây là mã số 6. Cò bé cũng ngặt quá ha. Cái mấy cái này là nó lạnh hết rồi cô chú anh chị mình đây, nó lạnh nha. Mã số 6. Ở đâu ở trong không được rồi cô chú em đo ngoài đây nha. 26 yếu tính 25 hoành. Rồi. 25 hoành cái này là em Zalo 700.000 nha. 25 hoành Zalo 700.000. Cục đế khói đặc đẹp lắm cho cô chú anh chị mình ơi. Cò lại cũng ngặt ha. Rồi, xuống cây nhân cái gì? 700. Rồi, tiếp tục lên mã số 7 luôn.
Mã số 7. Mã số 7 là mã số 7. Em này cũng lửa lưng nhưng quý vị. Em này có lỗi nha cô chú chị mình đây. Rồi đó, chỗ này là 30 hoành nha. Rồi, hoành 30. Đó nghe đó. 30 hoành nha cô chú anh chị mình đây. Rồi, xây xây đế luôn. Cái nồi đế này là quá khủng nha cô chú anh chị mình đây. Mã số 7 này giao lô 700.000 nha cô chú anh chị mình đây. Rồi, 700 luôn rồi quý vị. Cái nồi đế thì quá quýt nha. Rồi, xuống cây. Mã số 7 là 700.000. Rồi, lên số 8 luôn ha, không còn rất là nhiều cây quý vị. Đó, cái đoạn sau này là những cây là tích không có lũa như cái gì, rất là nhiều cây nè. Đoạn trước đây là cây lũa, đoạn sau không có lũa đây ha. Đoạn sau là ít có lũa nha, tại đoạn sau là mai tàn lỡ nha. Rồi, mã số. Mã số 8. 8. Rồi, vô hoành luôn. Mã số 8, 28 hoành. Rồi, để đây. 600.000 cô chú anh chị mình đây, 28 hoành mà có Zalo có 600.000 bao sóng bao ship đấy cô chú anh chị mình đây. 600.000 mã số 8 nha. Rồi, mình xuống cây nha quý vị, 600. Cụ đế bị chán. Rồi, lên số 9 luôn. Mã số 9 luôn cô chú anh chị mình đây. Có cái gì thước không mà lặn lên được vậy. Mã số 9. Rồi, đó đó kéo lên. 28 hoành, giao lưu 550. 8 hoành luôn. 28 hoành giao lưu 550 nha cô chú anh chị mình ơi. 28 hoành 550. Bao sóng bao ship luôn cô chú anh chị mình ơi. Rồi, mình xuống cây. Mã số 9. Rồi. Tiếp tục lên xuống 10. Đây là số 10 luôn cô chú anh chị mình ơi. Rồi, cái hoành đo ngay đó quý vị. 29 hoành. 9 nè, này nguyên cái bệ lưng mình giữ á. 29 hoành. Zalo 600.000 thôi cô chú anh chị mình ơi. Bệ lưng nè. Cái này khỏi đế luôn á cô chú anh chị mình, có 600.000 mà 29 hoành đó cô chú anh chị mình đây. Rồi, mình xuống cây. Mã số 9. Ở mã số 10 chứ. Số 10, mã 6, số 10 600.000. 600. Rồi, mình lên 11 luôn. Một này lửa lưng ha. Này lửa lưng nha cô chú anh chị mình đây. Mã số 11. Cây này là đế sổ đẹp nha. Nói chung là hàng lửa lửa này đế đẹp không cô chú anh chị mình đây. Mà thường nó bị nắng da táp da nha. Cây này là 24 hoành đó, chỗ này nha, xích trong không có đo được nha, nó bị cấn nha. Đó, đây là có 24 hoành đó. Rồi. Xe cụ đế ra ha. Cụ đế là gì? 24 hoành giao lưu 650 nha, mã số 11 nha. Ủa, đế thì đẹp lắm nha cô chú anh chị mình đây. Mã số 11. Giao lưu 650 nha cô chú anh chị mình đây. Rồi, 650 ha. Rồi, xuống cây luôn rồi quý vị. Rồi, tiếp tục lên 12 luôn. Số 12 tiếp tục. Đây một em lỗ nó có chú bên chị mà đây mà đế đẹp nha. Mã số 12 cô chú anh chị mình đây. Đó đâu tính đó cho cô chú anh chị mình đây. 30. Ở đây là 30 hoành nha. Rồi, 30 hoành. Này 30 hoành mà mình giao lưu có 500.000 nữa cô chú anh ơi. Đây, cái cụ đế nè. 500.000. Mã số 12. Phải 12 đó. Mã số 12 đúng rồi. Mã số 12 500.000 cô chú anh chị mình ơi, 30 hoành nha. Nguyên cái bệ đế nè. Đó, bệ đế nè, dữ không? Nguyên khối gì nè. Giá à. Mềm dễ chốt mấy cô chú anh chị mình ơi. 500. Rồi, mình xuống cây. Cũ quá bự luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 13. Tiếp 13. Tục mã số 13 cô chú rồi, anh chị mình ơi. Đây. Bên đây là mã số 13 là em vô lưu cái này là mấy cái tàn lỡ nha. Rồi, mình lên em nói luôn. Bên đây là em vô lưu tàn lỡ. Này mình đo thông số rồi hết rồi ha.
chưa đo thông số chưa hả? Em ghi cái mã hả, chưa đo thông số. Rồi giờ mình cho cái chiều cao đi ha. Tặng cao. Chiều cao 1m2. Rồi xuống cái hoành em nói luôn. Chiều cao 1m2 nha. Rồi 28 hoành. Rồi em sẽ vòng vòng kiểu gì mình ngắm nghía cái đường thân với tay cạnh của gì. Đó. 28 hoành nha cho cô chú anh chị mình ơi, là chiều cao 1m2 nha. Có hơi thấy thú nha, có hai cái giò quái quái nha. Có bể lưng bị chán. Bể lưng và hai cái giò mà trước nó quái quái nha. Đó, cái này em Zalo 800.000 nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi, 800 rồi quý vị. Mã số 13 Zalo 800.000 nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mình lên 14 luôn. Đây là mã số 14 của chú anh chị mình ơi. Cũng tàn lỡ nha. Rồi. Cho chiều cao nó luôn ha. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 1m3. Rồi, xuống cái hoành luôn ha. Cái hoành 30. Hoành 30. Đây cái đoạn tay cạnh này thoát thân cao xíu ha. Cái này mình cho tăng dù nha có chú anh chị. Tay cạnh đều. Từ thoát thân lên nè quý vị nè. Đều rang ha. 30 hoành cho lô 800 ngàn nha có chú anh chị mình đây. Cái cũ bự lắm á. Cái cũ chà bá luôn. 30 hoành đi có chú anh chị mình đây. Giao lô có 800 ngàn có chú anh chị mình đây. 800. Giá yêu thương. Giá mềm dễ chơi dễ chốt mấy con chú anh chị mình đây. Mã 14. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mình lên 15 luôn. Mã số 15. Tàn lỡ nữa coi chú anh chị mình đây. À mình cho chiều cam nó ha. Rồi chiều cao là 90. Rồi 90. Xuống cây hoành luôn. Cái hoành là 28. Rồi xây xây luôn 28. 8 hoành, chiều cao 90, cái hoành là 28, Zalo 650. Tay cạnh cũng đều quá ha quý vị nè. 650 cô chú anh chị mình ơi, 28 hoành nha. Có cành phóng ngay ức nữa ha. Rồi xuống đế nào quý vị ơi. Đế có đẹp đây cô chú. 850, 850. 850. Bao ship, bao sóng luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Số 16 ha. Đây là mã số 16. Tay cành đặt kẹo. Tàn lỡ luôn cô chú mình ơi. Cái này là tàn đẹp nha. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao nó em đó là 1m1 nha. Bạn thì ok. 28 hoành. Rồi để luôn đây quý vị ơi. Chiều cao 1m1, 28 hoành. Cái này em bị tàn lỡ nha cô chú anh chị mình ơi. Cái này tay cành đế đẹp nha. 800 ngàn là cô chú anh chị mình ơi. Tay cành là kẹo nhưng cái gì? Cái này tay cành là đẹp nha cô chú. 800 ngàn. 800 ngàn cho mã số 16. Rồi xuống cây luôn. À, tiếp tục lên mã số 17 luôn đây quý vị. Đây mã số 17 cũng tàn lỡ luôn. Diễn long lắc lượng tàn lỡ nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi cái hoành đó quý vị ơi. 27 hoành. Rồi hoành 27. Tay cành đẹp nè ha. 27 hoành Zalo 650. Cái này bung ra cái là đẹp thôi. 27 hoành chiều cao nó, em quên đo chiều cao, em đo chiều cao nó luôn cho. Rồi. Chiều cao 90. Rồi, xây xây đế luôn. Đế đẹp cho cô chú anh chị mình ơi, 650. 27 hoành chiều cao 90. Đế đẹp cho cô chú. Dạ, 650. 650 thôi, cô chú anh chị mình ơi. Rồi, lên cây mới luôn. Rồi, mình lên 18 luôn ha. Rồi, tới mã số 18. Đây một em tàn lỡ nữa. Cái này nó cái bầu nó bị siêu siêu rồi. Rồi mình cho thông số chiều cao nó ha. Rồi chiều cao đây quý vị.
Chiều cao là 1m1. Rồi, xuống cái hoành luôn. Hai mươi tám hoành. Rồi, xây xây luôn, quý vị ngắm nghía kỹ sự cành cái ha. 1m1, 28 hoành, cô chú anh chị mình ơi, 28 hoành. Cành đây, đặt hết trơn. Để luôn. 28 hoành cô chú anh chị mình ơi, chỗ này nó có bị ấy cái da, ấy cái cành nha. Lấy băng keo. Lấy băng keo quấn lại nha. Quấn lại cho nó giữ cái cành lại ha. Rồi. Tét nhẹ. Cái này 650 cô chú anh chị mình ơi. Xuống để nè cô chú. Rồi, 650, 650. Rồi, 650. 650 thôi cô chú anh chị mình ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên mã số tiếp theo luôn quý vị ơi, mã số 19 ha. Còn vài cây nữa là hết clip rồi quý vị ơi. Bây giờ tranh thủ mình chốt đi ha. Đi rồi. Mã số 19. Mã số 19. Tàn lỡ luôn cô chú anh chị mình ơi. Rồi, cho thông số chiều cao nó ha. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 1m. Rồi, xuống cái hoành luôn. 29 hoành. Rồi, xây xây luôn. Tay cành đều. Tay cành này có gì vậy? Chiều cao là 1m nha, 29 hoành nha cô chú anh chị mình ơi, giao luôn 700.000. Mã 19. Rồi, giao luôn 700.000. 29 hoành, chiều cao 1m. Giá 700 cũng vậy. Giá yêu thương ha. 29 hoành mà có 700.000 đó cô chú anh chị mình ơi. Chiều cao 1m nha cô chú. Rồi, mình xuống cây. Mong cô chú gần xa ủng hộ nha cô chú. Này làm con mình đúng không gì? Vừa lên cây vừa xuống cây ha, thui thủi một mình luôn. Thui thủi một mình luôn. Rồi, mã số tiếp theo là 20. Đây, mã số 20. Dân bay bay ha. Rồi, cho chiều bay nó ra coi nhiêu anh. Cây này chơi dán bay nha cô chú anh chị mình ơi. 74. Rồi, vô hoành luôn ha. Chiều cao là 74. Cái hoành là 30. Rồi, xây xây luôn. 30. 30 hoành giao luôn 750. Một cây bay. Quá mềm của chú anh chị mình ơi. Tay cành xè đều luôn. Tay cành thì đẹp nha. Cái củ cũng bự nè ha. Cái củ này cũng đẹp đó nha cô chú anh chị mình ơi. Giao luôn có 750 đó cô chú anh chị mình ơi. Mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ nha. 750, 750 cô chú anh chị mình ơi. Một cây bay cô chú anh chị mình ơi. Cây bay này là chi cành bỏ đẹp nha. Rồi, xuống cây nha quý vị. 750. Rồi, lên cây mới luôn. Rồi, lên mã số là 21 ha. Đây là mã số 21. Tàn lỡ luôn. Rồi, chiều cao là 75. Rồi, vô cái hoành luôn nha quý vị. Cái hoành là 29. Rồi, xây xây luôn. Tay cành ok. Chiều cao là 75. Cái hoành là 29. Rồi, xuống đế luôn đây. Rồi, em giao lô có 600 ngàn đó cô chú anh chị mình ơi. 29 hoành nó mà có 600 ngàn đó. Giá yêu thương luôn ha. Để chồng tôi có luôn cái gì nè. 600. 600 ngàn luôn cô chú anh chị mình ơi. Mà 29 hoành nè cô chú anh chị mình ơi. Rồi, mình xuống cây nha quý vị. Giá này yêu thương quá ha. Rồi, mình lên 22. Còn vài cây nữa hết quý vị. Ví dụ quý vị mình tranh thủ mình chốt ha. Mong cô chú anh chị gần xa mình ủng hộ nha. Xem hết clip về ủng hộ em Út nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi, cho chiều cao ha. Chiều cao là 63. Rồi, vô cái hoành luôn. Cái hoành là 30. Rồi, 30 hoành. 30 hoành cô chú anh chị mình ơi, chiều cao 63 nha. Là có 800 ngàn thôi cô chú anh chị mình ơi. Rồi, củ đế rồi quý vị ơi. Củ đế đẹp cho cô chú anh chị mình ơi. 30 hoành á cô chú anh chị mình ơi. Chiều cao 63 cho luôn 800 ngàn nha. 800. 800 ngàn thôi cô chú anh chị mình ơi. Rồi, mình xuống cây. Rồi, lên cây mới luôn. Mã mấy mình? Mã số 22.
Mã số 22 tiếp tục mã số 23. Rồi, 23 lên luôn. Mã số 23 tiếp tục một cây tàn lão luôn. Chiều cao nó là 85. Hai mươi chín hoành luôn cô chú anh chị mình đây. Rồi, chạy xe luôn, hoành 29. Đó, cái bầu hả? Tổng nội đế nó là 126. Cái bầu nhiêu là đế nhiêu cái gì nè. Này chơi thấy con ếch nằm được luôn nha, có bốn cái giò luôn, có cái đuôi luôn nha. Chơi thấy con ếch nằm luôn cô chú anh chị mình đây. Một cái giò trước nè, một cái giò sau nè, một cái đuôi nè, rồi một cái giò sau nè, một cái giò trước luôn nè. Nói chung chạy đều trơn nè. Chạy đều quá cô chú anh chị mình đây. Em này cái cành nó bị tét cho cô chú anh chị mình ơi, em bóng băng keo lại nha. À đây ha, cành này. Giá sao anh? Zalo là 800 ngàn. Rồi, 800. Mã số 23, 800 ngàn luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mình lên 24 luôn. Nay mình nhiêu mã anh? 29 mã anh ruột ơi. 29 ha, rồi lên 24 luôn đều quý vị ơi. Đây mã số 24. Rồi, đây, thước đây. Rồi, mình vô cái hoành thôi nhưng mà quý vị. Hai mã số 24. Giờ chuyển qua phôi ha. 28 hoành. Rồi, hoành 28. 28 hoành cô chú anh chị mình đây. Để đây. 28 hoành là có 500k đó cô chú anh chị mình đây, là 500 ngàn nha. Thôi đây cũng giữ rồi ha. 500 ngàn. 500 ngàn cô chú anh chị mình đây. Bao ship tới nhà. Giá mềm dễ chơi dễ chốt của chú anh chị mình đây. 500 ngàn của chú anh chị mình đây. Cũng cây luôn à quý vị. Cho 24 ha. Số 24 500 ngàn. Rồi lên 25 luôn. Đây mã số 25 luôn. Rồi cái hoành em nói luôn đây quý vị ơi. Này có nguyên cái khối đế đặc quá nè. Cái này là 25 hoành. Rồi xây, xây luôn. 25 hoành của chú anh chị mình ơi. Zalo là 550 nha. Đây. Cái củ cũng tròn do nha cô chú anh chị mình ơi, 550 nha cô chú anh chị mình ơi. Một cây trật lùng lực búp măng nha. Tại cây trật này nó em thôi chim cái bầu lại cho nó ngay là dễ coi nè. Đó. Có 550 thôi cô chú anh chị mình đây, 25 hoành cái củ 43. Rồi, 550 ha. 550 thôi cô chú anh chị mình đây, bao ship luôn. Rồi, chút cây. Rồi tiếp tục lên 26 luôn. Mã 26 luôn. Rồi, 26 đây rồi quý vị. Mã số 26. Rồi, cái hoành luôn rồi quý vị. 28 hoành cô chú anh chị mình ơi. Rồi, để đây. Để... Khá quá ha. Để trải đều nha cô chú. Bự bự mà trải đều bầu luôn. Mặt nào cũng có ha. 28 hoành Zalo có 650 cô chú anh chị mình đây. 650. Dễ thương. Rồi, mình xuống cây nha quý vị. 650 rồi cô chú anh chị mình ơi, mã 26 nha. Rồi. Mong cô chú gần xa ủng hộ nha. Rồi mình lên 27 nữa ha. 7 cây bye bye nè. 27 cây bye bye. Cây này bao mạnh thẻ cô chú anh chị mình ơi. Mầm xanh tược mạnh rồi ha. Rồi, hoành luôn đây quý vị. Rồi cái này 23 hoành. Rồi để luôn ha. Để là ok nha. Để đây. Anh rồi anh em cô chú anh chị này chơi cây ba là chơi cây này nha. 23 hoành Zalo có 2 xì rưỡi đó. Rồi 250.000. 250.000 cô chú anh chị mình ơi. Bao sống và bao ship luôn. Để đẹp nha cô chú. Rồi, xuống cây quý vị. Số 27. 27. Còn một mã cuối cùng. 28, 9, ngày 59 mã 28. À, quên còn một mã, hai mã nữa. Hai mã nữa nha quý vị ơi. Rồi, lên 28 luôn. 89 luôn. Đó, còn hai mã nữa là kết thúc clip ha. Đây, mã số 28 một con thú. Đây là một con thú nha cô chú anh chị mình đây. Rồi, chân cẳng bị chảng nè. Mã số này 28 nha. 8. Trên này em bán giá mềm cho cô chú anh chị mình chơi luôn nha.
30 hoành của chú anh chị mình ơi. Đây, đó, quý vị. 30 hoành của chú anh chị mình ơi. Em bán 1,2 triệu nha. Con này con thú của chú anh chị mình ơi, có giò, có chẳng, có đuôi nha. Rồi, 30 hoành. Giá 1,2 triệu. 1,2 triệu, 1,2 triệu của chú anh chị mình ơi. Hoành 30 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Có mấy cây phôi nhỏ nhỏ này lên luôn ấy, cho nó hết luôn. Là xong luôn. Cái này combo. Combo 3 cây ha. Combo 3 cây. Đây, còn cây nữa. Còn cây nữa. Rồi, cái này khỏi đâu hoành của chú anh chị mình ơi. Một combo 3 cây này là 350. Chút mau, chút lẹ, chút nhanh, chút gọn. Ủng hộ của chú mình chơi. 350 mà có 3 cây nè cô chú anh chị mình ơi. 350, 3 cây. Bao xong bao ship cái gì luôn. À, giá yêu thương luôn ha. Rồi, cuối clip giờ là gì ông anh Tuy? Em rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ em Út nha. Rồi. Xem hết clip thì coi mã nào ủng hộ alo shop Tim Mai Vàng nha. Cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ một thời gian qua rất nhiều nha. Rồi, mình cũng xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị.